Nhờ các cao nhân thay em vào chỗ bức tượng với ạ, em cảm ơn. Đấy, giúp bà lên đứng trên bức tượng luôn đấy. Mày tuổi gì mà dám thấy chỗ được tao? Bớ làng nước ơi, cứu tao, cứu tao. Mày dám thể chỗ của tao à? Thích ăn gạch đúng không? Cút đi chỗ khác mà chơi nhá. Đấy, nhảy hip hop cho ngầu nhá. Nhờ các cao nhân chỉnh cho hai bức ảnh này giống như ảnh bìa của một bộ phim hành động được không? Vâng, đây là một pha cản phá bóng rất là quyết liệt đến từ hai chị bắn bèo. À đúng, ba mặc váy tím có nội công thâm hậu vãi, đã ba kia văng xuyên tường luôn kìa. Xem ra cái này bẩn quá, khó mà chùi rửa lắm đấy. Vâng, một phá vô ảnh cước của chị mặc váy tím đã làm cho chị mặc váy xanh mất hơn nửa cây máu. Ai đó có thể thay cho vợ tôi một cái background đẹp được không? Các chị em thì có sở thích là hái hoa bắt bướm, còn riêng chị này thì có sở thích là bắt chim. Cao tuổi đấy, những cái trường hợp này nếu con gái chúng tôi như thế thì chúng tôi cho nó đến nơi đến chốn ngay, cho nó nằm bê xe lết ngoài đường ngay. À đâu, sao lại dìm ông Donald Trump xuống nước thế? Thật là ác vãi chưởng. Ai đó có thể chỉnh cho cảnh này kịch tính hơn được không? Vâng, cảnh sát đang đuổi bắt một tên cướp mang theo một cái xích toi rất là nguy hiểm. Ai đó có thể giúp bạn của tôi cầm cái gì đó ngầu ngầu một chút được không? Đấy, xem ra bàn vắt sữa bò khá là chuyên nghiệp đấy. Đây là một nghệ nhân tạo hình bằng bóng bay. Cái vòi nước này khó điều chỉnh thế nhờ. Đấy, solo với thá nốt luôn nhá. Có ghế chưa? Ghế chưa? Tôi khá mập mạp nên không thể leo cao được. Ai đó có thể giúp tôi leo cao hơn được không? À đâu, đâu ra điếu xì gà to thế nhờ. Leo lên cây dừa thì quá bình thường rồi, leo lên cột đèn cho nó chết. Úi, cẩn thận kẹo dừa rơi bạn ơi. À đủ, ông này là người cao su à? Sao kẹo dài ra được hay thế? Đấy, giúp bạn leo lên ngọn dừa rồi đấy. Bây giờ thì tự tìm cách mà leo xuống đi nhá. À đủ, ông này biết múa cột luôn kìa. Thật là vãi chưởng. Nhờ các anh chỉnh cho tóc của em dài hơn với ạ, em mặc áo màu trắng ạ. Đấy, chỉnh cho tóc bạn dài ra rồi đấy, khỏi cần cảm ơn nha. Mọi người có thể xóa giúp em anh áo đen được không ạ? Đâu, mình có thể ai mặc áo đen đâu. Có đến 5 người mặc áo đen, biệt xóa ăn nào bây giờ nhỉ? Các anh xóa những người xung quanh giúp em được không? Mày vừa bảo xóa ai?
cho mày nói lại đấy. Các bác chỉnh cho mặt em đầy đặn hơn được không? Chỉnh cho gương mặt bàn cân đổi hơn rồi đấy. Khỏi cân cảm ơn nha. Đây là anh trai của tôi. Ai đó có thể ghép cho anh ấy vào cảnh nào vui vui được không ạ? À đừng, bị cảnh sát rượt mà không lo chạy, lại còn quay lại mà chụp ảnh nữa kìa. Thật là vãi trường. Xin một lần được mọi người giúp em đổi kiểu gì cho đẹp đẹp ạ? Kỷ niệm 300 ngày quen nhau ạ. Ơ, bỏ cái tay ra đi bạn ơi, mệt quá. What the hell? À được, nhà có 4 chị em sinh đôi mà ông này ông hột hết luôn kìa. Chỉnh giúp em cảnh đằng sau với ạ. Xung quanh toàn là rác ấy. Ai đó có thể xóa con chó giúp tôi được không? Đấy, xóa con chó giúp bạn rồi đấy. Khỏi cần cảm ơn nhá. Mọi người giúp bạn em có background đẹp với ạ. Cúc họa mi thì tốt ạ. Ơ, sao trong cái chuỗi mà cái váy không bị tốc xuống nhỉ? Mọi người xóa hộ em bạn nữ bên cạnh với chị áo nâu đằng sau với ạ. Em cảm ơn, mong ad duyệt bài. Đấy, tặng cho bạn một cô người yêu cực kỳ năng kỹ luôn nhá. Giúp hai bạn mặc đồ đôi cho đẹp nhá. Mày tuổi gì mà đòi xóa được tao? Anh giúp em xóa người chính giữa giúp em với được không ạ? Em xin cảm ơn. Đấy, xóa thằng đứng giữa giúp bạn rồi đấy. Khỏi cần cảm ơn nha. Giúp mình thay nền được không? Lại xe thì quá bình thường rồi. Lại trâu cho nó ngầu nha. Còn ghế chưa? Ghế chưa? Ngầu gì tầm này, đạp vài chuyến xích lô để kiếm tiền đã nhá. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận, chia sẻ.